Với tháng 4, ba con giáp gặp nhiều điều không hay, ngoài ý muốn, cần hết sức thận trọng. Xin được chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi của chúng tôi. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, trong cái thời gian tới, những con giáp dưới đây dễ gặp họa từ trên trời rơi xuống, cần bình tĩnh để giải quyết, mọi sự sẽ dần ổn định. Vậy thì đấy là những con giáp nào? Và sau đây xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Thứ nhất đấy là tuổi Tý. Trong cái giai đoạn cuối tháng 4 dương lịch thì tuổi Tý sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bạn không tìm được cái cảm giác an toàn, dường như mọi thứ đều có thể tan biến bất cứ lúc nào như bọt biển. Lúc này do nhiều tác động của ngoại cảnh nên công việc bấp bênh. Con giáp này dù cố gắng hết mình nhưng vẫn có thể phải chịu cái cảnh là thất nghiệp hoặc giáng chức khó bề tiến bước như mong muốn. Nhà thứ hai đấy là tuổi Thân. Trong cái thời gian sắp tới thì bản mệnh người tuổi Thân không có nhiều may mắn. Công việc không như ý, tiền bạc chi nhiều hơn thu khiến cho bạn không kiểm soát được cái cảm xúc mà cứ giận cá chém thớt, khiến không khí gia đình càng ngày càng thêm căng thẳng thay vì tâm sự chia sẻ là cãi cọ kể tội nhau. Người tuổi Thân trong tháng này cũng không nên kết thân với người khác phái. Bạn cần xác định rõ ràng cái khoảng cách với người khác phái, chớ nên để đối phương sinh lòng hiểu nhầm, cũng đừng để một nửa của mình phải cảm thấy bất an. Và thứ ba đấy là tuổi Mão. Tháng 4 này người tuổi Mão dễ gặp cái chuyện buồn bực lo lắng trong lòng, khó mà vui vẻ như ý được. Trong đời sống, tình cảm giữa bạn và người ấy ngập tràn khó khăn, dễ mất niềm tin vào tình yêu, khiến cho hai người dễ nảy sinh cái cọ giận hờn ngoài ý muốn. Trong công việc, mọi thứ diễn tiến không như kế hoạch, khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, không đủ tỉnh táo để ứng phó. Lời khuyên cho người tuổi Mão là hãy thật bình tĩnh để hiểu rõ tình hình, không nên nóng nảy kéo thêm phiền phức, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp gặp nhiều cái điều mà không may, ngoài ý muốn, cần hết sức thận trọng trong cuối tháng 4 này. Và chúng ta hãy cần bình tĩnh để giải quyết thì mọi việc sẽ dần dần ổn định trở lại. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy vui lòng đăng ký để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.